Sim, não, não. Đi cẩn thận nhé, sang đường cẩn thận. Cả hai đứa đi ạ. Cái bảo người ta lấy tiền đi cho tôi. Đi về ngay và đi ra đường cẩn thận nha. Mở cửa ra, đấy, cốt vào, cốt chân vào.
Cô đang làm gì đấy? Em đang chữa bệnh. Hai lần này là bố mê đấy. Mê để Chúa trời mê đấy. Để Chúa chồng đúng không? Đang Đức Chúa trời đang chiến phá. Chúa trời thì kiểu Chúa trời. Nhưng mà không cho uống nước thứ nước đỏ. Không nước đỏ đâu mà. Họ đang cho dùng cái. Ừ, giờ ba cho cốc nước. Nước đỏ cái gì? Kiểu mùa đấy. Thế nhanh lấy chồng mình cũng đang. Ông xem ở khu nhà ông có ai giới thiệu cho lắm ấy. Nó có ấy mà nó bảo nó không thấy người dân đấy, dân đi lương mình. Nó phải lấy bên đấy cơ, bên tôn giáo họ cơ. Khó lắm. Mà sao đi dạy giáo lý không xem có thằng nào nó ngoan đạo mày. Nhắm sẵn đi nhỉ. Đúng rồi. Nhắm sẵn thằng nào đi chứ. Xem mấy cái thằng nó đi học giáo lý nó chuẩn bị thế cơ ơi. Tôi đang bảo đây vậy là về, mà hai người chờ về học nhá nhỉ. Hai người chờ thằng nhóc của tôi đi Nhật về thì mà lấy đó mà nó không lấy. Bên đạo là mình đạo bên đường là bên đường. Đây là hai cái lẫn lộn. Hai cái lẫn lộn đầy lẫn lộn. Có cái gì đẹp cái gì mà. Quan trọng là ở nhau với cả cái đạo mình tôi thờ cũng là đường thôi, đấy là tín đạo tại tâm thôi nhỉ. Đấy là do cái tín ngưỡng của người. Mỗi người mỗi kiểu. Và bên thành bà này này. Coi như vậy là đi cho thuê sách đọc truyện đấy. Đấy cũng buồn cái này. Bây giờ bỏ không này. Cũng buồn ghi cái này là. Là nó chả cho thuê chuyện mà. Thôi không phải ghi nó cháy chuyện mình sách chứ nó đọc nhiều nó kiểu nó cháy. Cứ đi mua đi ghi này, dạ có không? Mấy trăm nghìn đấy chứ? Mấy trăm nghìn đấy là các bạn mua rồi, hai trăm rưỡi đâu rồi, 6-7 năm nay rồi. Trang điểm cho thế à, anh cũng vậy à? Hôm nọ anh bị vậy chỉ dán được cái kêu lúc nóng lúc lạnh chỉ chẳng thèm dây chỉ dán được cái chưa dán xong thì đã hết rồi. Không, chưa dán xong thì đã khỏi rồi. Đến cái cuối cùng vừa dán là anh khỏi chưa? Khỏi rồi. Rồi đây kêu rét quá xong là nóng quá. Thì loại. Nhưng mà lúc nào rét quá nóng quá cứ làm ba đi cách xăng là hỏi ngay. Hôm nay có xăng không? Hôm nay có xăng không? Nào cho có, cho mượn cái kìa, ngồi ghế trong cho mượn cái. Không ghế trên. Thôi cho thầy mượn cái ghế đây.
Tuấn ơi, nhìn đi em thành gì mà gì rồi. Chơi này. Thế á? Ừ. Ui giời, thế này này. Cái món này món gì đấy các bạn? Món này là món chữa bệnh không cần thuốc ạ. Chỉ có xà thôi. Nóng này này, nóng này này. Đói nó. Nóng nóng mạnh quá. Sam. Đầu này, đau đầu này. Đây là chống nghẽn nghẹn này, 14, 2, 7, 5, 19, 81. Hết đau đầu chưa? Hết đau đầu rồi đúng không? Đỡ mệt. Đỡ mệt rồi đúng không? Vậy nhá, cho quay video này lên mạng nhá.